khô cá sặc bổi. Một nắng. Cái này chiên á phải thiệt là vàng giòn nó mới thơm ngon. Nó vẫn khô khô tươi ra. Chiên giòn ở ngoài ở trong nó vẫn dẻo ngon. Chiên ra ngoài sao chiên để không hôi nhà. Mới có những món làm trong nhà, có những món phải làm ngoài sao mới được. Lại hát bài gió đua bụi chuối sâu hè. 25 độ, 5 giờ chiều. Trời gió hiu hiu, hầm hầm. Nhìn cái này, khung cảnh này nhớ Việt Nam, nhớ quê nhà quá. Vừa qua lại mới chưa được một tuần mà lại nhớ rồi. Nhớ Tết Việt Nam, Tết Giáp Thìn. Trở về được rồi. Xuất sắc rồi, ok rồi đó. Trở về. Quá thơm, ngon, quá ok. Ai mà ăn khô không được thì không thích khô mắm thì ăn những loại quê nhà này không được đâu. Khô cá sặc từ Long Xuyên, An Giang, Việt Nam qua Sydney, Úc Châu. Cuối tháng 2 tây rồi, mùa hè nước Úc ăn khô với cơm trắng là đúng bài. Ăn tối thôi. Chiên như vậy là ok, thơm ngon rồi đó. Nhắc xuống đem vào nhà thôi, xong được một món cho bữa tối nay. Tiếp tục làm món khác. Vào đổi dĩa. Nước ở Việt Nam ăn ngon quá, mình ra mua qua. Thấy nó là thuộc dạng còn tươi thì sợ hải quan làm khó, nhưng mà cũng như những loại khô khác, hay tôm khô mình cứ để nhãn mát rồi hút chân không làm cho nó sạch sẽ thơm tho, gọn ghẻ là ok hết. Nhiều người đem những món còn ghê hồn hơn, bốc mùi. Mình cứ sạch sẽ gọn ghẻ là được. Đó, khô cá sặc tươi một nắng. Yeah. Một món nha. Mùa hè có rồi, nhất là mấy cái loại khô, thành ra mình phải lấy lòng bàn đậy lại trong thời gian chưa có ăn. Phải đậy lại.